Hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trên tay mình đây đang là một chai mực Dynamic. Chai Dynamic này là BLK Black Made in USA. Chai này là có dung tích là 8 OZ anh em nhé. Có nghĩa là nó sẽ bằng với lại 240ml. Với một cái chai này ấy, thì anh em có thể là sử dụng trong vòng từ nửa năm cho tới 1 năm. Nếu như anh em sử dụng ít thì có khoảng một, có thể là 1 năm. Còn anh em sử dụng nhiều thì có thể là nửa năm là một chai này anh em dùng rất là thoải mái này. Với một chai Dynamic này BLK này thì nó sẽ cho ra một cái chất mực đen khá là đen, và khi mà chúng ta pha xám ấy thì nó rất dễ là pha anh em nhé, cực kỳ là dễ pha xám. Chai mực Dynamic này phù hợp cho việc chúng ta xăm phong cách Nhật cổ, châu Á và Nhật lưu. Nhưng mà khi mà chúng ta xăm Nhật cổ với chai mực Dynamic này ấy, thì anh em phải pha với một loại mực khác. Về cái cách pha và hướng dẫn pha ấy, thì anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể inbox cho mình, hoặc là anh em có thể là mua inbox cho mình, mua mực sau đó mình sẽ hướng dẫn pha anh em nhé. Thì đây là một cái chai mực Dynamic, nó sẽ cho ra một cái độ xám rất là đẹp và một cái độ đen cũng khá là ấn tượng khi mà chúng ta tiến hành chúng ta tô đen. Thì cái chai mực này mình đã được sử dụng từ khi mà mình học xăm tới bây giờ cũng khá là lâu rồi, cũng 8-9 năm rồi anh em nhé. Thì cái chai mực này đến bây giờ mình vẫn đang sử dụng và mình có bán luôn. Thì mình chuẩn bị mình đóng gói mình ship cho một bạn ở xa. Thì anh em nào mà cần mua mực ấy thì hoặc là cần tư vấn về mực thì anh em có thể là inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666, hoặc là anh em có thể để lại một bình luận ở phía dưới anh em nhé. Thì ngoài xăm hình ra thì mình còn bán thêm kim và mực nữa. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình để mình có thêm kinh phí và động lực để làm ra những video thật thà là hay và bổ ích gửi tới tất cả anh em. Đây là mình chuẩn bị mình đóng gói để mình ship. Vì cái chai mực này là một cái loại mực khá là dễ sử dụng ấy, nên được rất nhiều anh em artist cũng như là được rất nhiều các anh em thợ xăm lựa chọn để sử dụng. Đây, kể cả cái tay của mình đây, cái tay của mình này là cũng đang đánh bằng cái chai mực này nhé. Đây là sửa hình này anh em, còn cái chất mực của nó đây, chất mực của nó đây sẽ là như này đây anh em nhé. Đó, chất mực sau khi bong ra nó sẽ như này, nó rất là đen luôn này anh em này. Đấy, nó đen xịt luôn mà nó không bị ánh xanh đâu anh em nhé, nó đen luôn đây chứ không phải ánh xanh đâu. Đấy, còn quay trên điện thoại thì nó ra một cái màu nó sáng hơn, nó tươi hơn thì mình không biết, nhưng mà khi mà nhìn ở bên ngoài ấy, thì nó không có ánh xanh đâu, nó cực kỳ là đen anh em nhé. Và cái mực này là rất dễ sử dụng, anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng luôn thôi, hoặc là anh em nếu như mà anh em đánh công nhạt thì anh em có thể pha thêm nước pha thì nó sẽ nhạt ra. Khi mà nó nhạt ra như thế thì nó sẽ cho ra một cái mực nó khác, nó hơi xám xám. Nói chung là cái mực này vừa dễ sử dụng này, giá thì lại cạnh tranh và hiệu quả của nó lại cao. Đấy, thì mình chia sẻ thật với anh em nó là như thế. Anh em nào mà mua mực kê thì anh em inbox cho mình nhé. Đấy, mua mực ủng hộ nhau tí. Vì ship xa nên mình sẽ cuốn hơi cẩn thận một tí để cho tránh cái hiện tượng là bị vỡ anh em ạ. Ok anh em nhé, cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em đừng quên là nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé.